Thế mang về bên ngoài kia cứ khen tấm tắc. Đây, kiểm tra con này làm sao nó chết. Bất bất quả nữa chứ hay là quả đi thôi. Không. Ây da, khá là chắc. Đó, nên là mình nên dùng vam. Một là dùng vam này, hai là dùng vam tự chế. Nên em dùng vam này. Cái này nó thường báo là chết vặt. Đâu này. Đấy, người ta thường báo là báo cho mình là chết vặt. Mình sẽ kiểm tra xem nó làm sao. Đấy, mình sẽ đặt ở đây. Đấy, vặn ra. Đó. Đó. Khi được cái này rồi thì mình sẽ vặn ra, gen ra. Đó, xong rồi. Này không có nắng luôn. À, chứ khi mà mình tháo ra thì mình nên lấy cái thổi bụi mình thổi qua một chút nhé, cho nó khỏi rơi vào máy. Mà nếu mà thổi tóc thì mình phải che tóc đi nhé, không thì hỏng tóc. Đó, ok, xong rồi em kiểm tra cái này, em kiểm tra cái này thấy thấy cái khóa tự động này nó không chạy ra là được. À, bây giờ em kiểm tra đến phần tự động. Tự động này. À, chấm một chấm vào đây. Như các đồng hồ khác, em kiểm tra đều dùng cái bút dạng chấm vào để kiểm tra. À, cho nó dễ nhìn. Đó. Mình sẽ xoay xem cái tự động có chạy không. À, tự động mình vẫn chạy thôi. À, tự động vẫn chạy nhá. Đúng không? À. Tự động vẫn chạy. Đó, vẫn lên được kìa, à, đến đây được. Vậy tại sao nó lại chết vặt nhỉ? Đây sẽ tháo cái căn nhựa này ra. Đó, kiểm tra đến phần tóc. Kiểm tra đến tóc, nó đang chạy này, chắc chắn là kiểm tra đến tóc xem thế nào. Đó. Em sẽ để vào đây, cho nó cố định, mình tháo ra. Đó. Tháo ra để luôn vào cái nắp đáy của nó. Thì mình sẽ không bị, hoặc là mình sẽ để vào đây, tùy. Đó. Rồi, mình kiểm tra đến cái tóc này. Đó, cái tóc đây. Cái tiên kiểm tra con ngựa đây nhé. Ngựa vẫn đá bình thường, ok. Đấy, bây giờ kiểm tra đến cái tóc của nó. Đặt xuống mình sẽ kiểm tra bằng cái ống nhòm. Ống nhòm. Để xem tóc có làm sao không. Mình tra thì em thấy tóc không làm sao cả, tóc vẫn còn đẹp, vẫn còn nó không vấn đề gì cả. Tiện đây em sẽ tra dầu mỡ luôn vào cho cái đồng hồ này. Đó, tra dầu mỡ. Khi tra dầu mỡ vào đây ấy, thì các bác lưu ý là đừng để dầu mỡ nó dính vào tóc. Dầu mỡ dính vào tóc ấy thì làm cho hiện tượng rối tóc hoặc là dính tóc, gọi là dính tóc. Đó, bởi vì cái dầu mỡ này nó dính vào thì là làm cho tóc rối ngay, dính vào nhau ngay. Đó. Rồi bây giờ em sẽ tra luôn vào đây. Cái này mình kiểm tra từng tí một cẩn thận. Như những cái đồng hồ đang chạy này ấy, đang chạy nhá, đồng hồ đang chạy ấy, thì mình phải cảnh giác. Đấy, còn đồng hồ chết hẳn rồi thì có khi là không lo. Còn đồng hồ ấy, lúc chạy lúc không chạy như cái trường hợp này ấy, lúc chạy lúc ngủ ấy thì là mình phải cảnh giác. Đó.
Rồi. Bây giờ em sẽ vặn con ốc này vào. Và theo các bác thì em làm gì nữa? Không, nó đang chạy này thì làm gì nữa? Đó, xịt con ốc vào. Nó đang chạy này thì đừng có làm gì nữa cả. À, để yên đấy, mà theo dõi. Đó, nó dừng rồi này. Đó, em sẽ kiểm tra phần trên xem nó bị làm sao. À, bây giờ em sẽ bắt đầu tháo ra nhé. Tháo hẳn ra. Đó. Để đây. Ấn vào đây. Rút núm ra. Đó. Rồi, bây giờ em để xuống. Em đổ nó ra. Đó. Các bác thấy đổ ra nó lại chạy. Đó, đúng không? Rồi em sẽ đóng núm vào. Đó, rồi bây giờ lấy lại giờ xem. Thấy lấy giờ chỉnh giờ nó hơi chặt tay một tí. Hơi chặt tay. Chặt tay có thể nó khô dầu nha. Có thể nó khô dầu. Đấy. Vẫn nhảy lịch vẫn nhảy bình thường nhá. Đó. Cái này rút ra là kim dây đứng này. Đó. Sẽ lấy lại giờ. Hiện tại. Đóng núm vào. Đó là chạy. Hôm nay là ngày 53. À, thấy rằng nó vẫn chạy đúng không? Đó. Vậy thì những trường hợp mà nó như thế này này thì các bác đừng làm gì nữa cả. Các bác để theo dõi đã. À, và thông thường những trường hợp này chỉ cần lau dầu là xong. À, nhưng hợp hay chết vặt này. À, kiểm tra cái tự động này xem nó có lỏng không. Tự động này không sao. Rất là chặt. À, mình để theo dõi trong vòng khoảng độ nửa ngày đến một ngày. Nếu mà nó chạy ổn định ý, căng lên cót căng mà lên cót căng này, một có thể lên cót tay, hai có thể lên cót ở đây. Đấy, có hai cách lên cót. Đó, cót tay cũng được. Đó, sau đó mình theo dõi trong vòng một ngày. À, xem nó có bị chết vặt được không. Đó, nếu mà chết vặt nữa thì chúng ta sẽ tháo ra lau dầu, bởi vì kiểm tra qua thì thấy máy này không vấn đề gì cả, không vấn đề gì cả. Đó. Đó.